coi chị Đào ơi, em muốn chụp hình với hai chị có được không? Hai bạn nổi tiếng rồi đó, biết chưa? Đây nè. Ơi, nhìn hai bạn dễ thương, y chang như cặp đôi đang yêu á. Mình ủng hộ hai bạn yêu nhau thật luôn. Hai em này rất thân thiết nên mới bị các bạn ghép đôi với nhau. Còn màu trả lời, hai đứa có phải là một cặp như các bạn đang nói không? Đào và Khôi thật sự yêu nhau. Đón xem tập 4 Tuổi Rối Loạn phần 2 19:20 thứ bảy ngày 23 tháng 8 duy nhất trên kênh Let's Việt.